Quý vị và các bạn đang cùng đến với tiểu mục chuyện tối nay. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên đán, và lúc này thì bản thân tôi cũng như là rất nhiều người đều đang cố gắng để hoàn thành nốt những công việc cuối cùng của năm cũ, nhanh chóng trở về với gia đình. Tết vốn là dịp đoàn viên và ai ai cũng muốn trở về bên gia đình của mình, đúng không chị Thủy? Vâng, và dù là với những người xa quê hay là ai chăng nữa thì chúng ta cũng đều mong đến Tết, bởi vì Tết là dịp được trở về nhà. Nhưng thật sự thì khoảng thời gian nghỉ Tết không hoàn toàn đem lại sự dễ chịu hay là sự thoải mái cho tất cả mọi người. Có không ít phụ nữ đã phải đầu tắt mặt tối trong gian bếp để nấu nướng, để dọn dẹp, để lo những buổi ăn uống tiệc tùng. Vâng, và còn một đối tượng nữa mà tôi nghĩ cũng sẽ có cảm giác không sợ ngày Tết, thậm chí là không thích ngày Tết, đó là những cô gái chưa lấy chồng, trong khi thì bạn bè đều đã yên bề gia thất từ lâu và họ phải liên tục nghe các câu hỏi như là có người yêu chưa, bao giờ thì lấy chồng. Cùng với đó là những áp lực vô hình từ phía gia đình, bạn bè và đôi khi cả những người không quen biết. Vậy thì những cô gái muộn chồng làm thế nào để có một cái Tết mà bản thân mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc? Đây sẽ là câu chuyện được bàn đến trong chuyện tối nay, đặc biệt dành cho những cô gái độc thân và cho các bậc phụ huynh mà luôn cho rằng trong nhà mình đang có những quả bom không chịu nổ. Và trước khi bàn về câu chuyện này thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Những ngày làm việc cuối cùng của năm. Thời điểm này, hầu hết mọi người trong cơ quan đều vội vã về lo việc nhà ngày Tết. Thì chị Thùy Dương, 32 tuổi, vẫn muốn nán lại phòng làm việc bởi chị không vướng bận chồng con mà cũng chẳng hẹn hò. Tết này, chị được nghỉ tới 10 ngày. Phần lớn thời gian, chị sẽ dành cho gia đình. Bằng tuổi chị, đến giờ, hầu hết bạn bè đều đã lập gia đình, sinh con, đẻ cái. Tết đúng là cái dịp mà những người mà chưa kết hôn ấy sẽ luôn luôn bị hỏi là khi nào lấy chồng, có người yêu chưa. Những người bạn thân mà chơi với mình đã kết hôn rồi thì mọi người cũng rất là kiểu lo lắng cho mình là khi nào thì kết hôn để ổn định cuộc sống các thứ giống như mọi người ấy. Đối với người Việt Nam mình, tôi thấy đấy là một câu cửa miệng ấy, có thể là với người thân thì là một sự quan tâm, còn với người xa lạ thì kiểu họ hỏi cho có ấy, tại vì thấy mình chưa kết hôn thì cứ hỏi đại vậy thôi, mà họ cũng không suy nghĩ là cái tâm trạng của mình như thế nào, cảm xúc của mình ra làm sao, mà đấy thực sự là một chuyện riêng tư ấy. Theo chị Dương, một số bạn bè khác của chị còn không muốn trải qua cái Tết quá dài ở nhà. Mọi người còn cảm thấy rất là nặng nề và không muốn trải qua cái Tết lâu ở nhà cùng với người thân ấy, vì họ cảm thấy mệt mỏi khi mà bị hỏi quá nhiều về chuyện sao chưa kết hôn, hoặc là bị nhiều những gánh nặng liên quan đến chuyện các thủ tục mà làm cúng lễ rồi Tết rồi biếu xén rồi các thứ ấy. Nên là khi mà mọi người chưa có gia đình thực sự cảm thấy những cái đấy nó rất là khổ sở và mệt mỏi. Tối nay, quán cà phê mà chị thường ngồi vắng khách hơn. Dường như mọi người đang vội vã để trở về với gia đình. Vâng, quý vị vừa theo dõi một câu chuyện của cô gái ngoài 30 tuổi bị áp lực từ gia đình, từ bạn bè và cả những người không quen biết về chuyện lập gia đình. Đây cũng là điều mà rất nhiều người chưa chồng gặp phải vào mỗi dịp lễ Tết. Và xin giới thiệu với quý vị cô gái ngồi ngay cạnh tôi đây, bạn Lê Thùy Mai, đến từ hiện công tác tại Đại học Sư phạm Hà Nội, và bạn hiện nay thì đã 32 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Trước hết là xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình và sẽ chia sẻ cùng chương trình cũng như là quý vị khán giả. Câu hỏi đầu tiên được hỏi bạn là năm nay thì bạn sẽ nghỉ Tết vào thời gian nào? Tôi sẽ nghỉ Tết bắt đầu từ ngày mai và sẽ đi làm vào ngày Valentine 14 tháng 2 giống như tất cả mọi người khác. Vâng, có rất nhiều cô gái như chị thường bị coi là ế và bắt đầu là lo lắng khi mà chắc chắn là tôi nghĩ là với lứa tuổi của chị thì có lẽ là từ tuổi 27 trở đi, đúng không? Thì bắt đầu có những cái áp lực, mà áp lực thì thường đến đầu tiên là từ bố mẹ, từ người trong gia đình, sau đấy là từ những người bên ngoài. Thì cụ thể là chị đã từng trải qua những cái lo lắng đấy không? Và đến bây giờ thì chị có còn bị những cái lo lắng áp lực khi mà Tết đang sắp đến như thế không?
những cái lo lắng áp lực giống như tất cả mọi người khác trong dịp Tết ấy. Nào là lương có nhiều không, thưởng có nhiều không, nó bình thường thôi. Nhưng mà với những người như tôi thì đúng như là chị Thủy vừa nói, là từ độ 27 tuổi đổ lại, Tết năm nào cũng câu đầu tiên mà mọi người hỏi, tôi cũng thậm chí còn không xác định được là người ta quan tâm, người ta tập mạch hay là người ta ác ý, bao giờ cũng là bao giờ cho ăn kẹo, sao mãi chưa lấy chồng. Và cho đến bây giờ thì tôi cảm thấy là gần như là mình đã vượt qua được tất cả những cái rào cản tâm lý việc đấy. Thậm chí là hôm nay tôi đã in một cái áo với nội dung là chưa chốt ai, chưa ai chốt, chốt cũng không khoe, khoe chưa chắc đã cưới, mà cưới chưa chắc đã mời, đừng hỏi. Thế bạn có thấy chạnh lòng không khi mà Tết thì ai cũng điền vui thú rồi về huề gia đình rồi mình chỉ có một mình, bạn có thấy chạnh lòng không? Thực ra thì tôi đã từng chạnh lòng, tôi đã từng nghĩ và tôi đã từng so sánh. Tuy nhiên là những người bạn của tôi mà ở trong cái trạng thái người ta đã kết hôn rồi, người ta sẽ so sánh là với tôi rằng là ngày Tết này tôi hoàn toàn có thể dành cho bố mẹ tôi, những người yêu thương tôi nhất, và tôi sẽ có thời gian để dành cho những cái sở thích khác của tôi như là đi chơi chẳng hạn, và mình hoàn toàn có thể là chủ động với lại cuộc sống của mình. Tôi nghĩ đấy là cái mà điều mà người độc thân có và người khác thì không thể có được. Và người ta có khi là phải chạnh lòng với mình. Đó là mình giải quyết được cái vấn đề tâm lý với chính bản thân mình. Thế còn với người thân yêu của mình, đặc biệt là với bố mẹ chẳng hạn, khi mà có một cái quả bom nổ chậm trong nhà, chị đã bao giờ phải trải qua những cuộc tranh cãi gay gắt, hoặc là những cái để chống lại những cái áp lực, hoặc là làm thế nào để an ủi hay là để cho bố mẹ mình yên tâm, để không áp lực mình phá bom? Đã có những thời gian mà bữa cơm nào tôi cũng phải nghe những câu là con người ta như thế này, con người ta thế kia, nó đã đứa này đứa kia lại lấy chồng rồi đấy con ạ, lớp mày chỉ có mỗi mình con chưa làm gì thôi, ui con đứa kia đã đứa thứ hai rồi, lớn lắm. Tôi lúc đấy tôi cảm thấy rất là căng thẳng, thậm chí là có những lúc là cãi nhau và bỏ bữa luôn trong thời gian đấy. Và tôi nói chuyện với, tôi nói thẳng với bố mẹ tôi rằng nếu cứ như thế này mà con mệt mỏi quá con không thể ở nhà được nữa. Và dần dần thì vì là bố mẹ sinh ra mình mà phải là người thương yêu mình nhất và hiểu mình nhất, thì cũng có lúc thì tôi sẽ chia sẻ là tôi cũng muốn kết hôn lắm chứ, nhưng mà cái duyên nó chưa tới, hoặc là tôi cảm thấy là chưa phù hợp chẳng hạn. Thì khi mà mình lựa chọn có thể nó lại sai lầm thì sao? Thì lúc đấy bố mẹ cũng thông cảm và chia sẻ cho mình. Cho đến bây giờ thì cái áp lực đấy với tôi nó không nhiều như trước nữa, chứ không phải không còn. Vâng, tôi rất là chia sẻ với những cái cảm xúc và những cái cách lựa chọn của chị Mai, và cũng rất chia sẻ với cái tâm trạng của bố mẹ chị. Ông bố bà mẹ nào thì cũng như vậy thôi. Tôi cũng có bạn và đã từng cãi nhau rất là kịch liệt với lại bố mẹ cũng chỉ vì câu chuyện này, và thậm chí là cô ấy đã nhiều tháng không về nhà. Không về nhà và không gọi điện cho bố mẹ bởi vì giận quá, bố mẹ là chửi rát mặt quá và không về nữa. Và tôi biết là với rất nhiều những cô gái giống như chị thì vào dịp Tết nếu mà về nhà thì sẽ được sắp đặt vào những cái cuộc gặp mặt, giới thiệu cho người này, giới thiệu cho anh kia. Không biết thì chị đã phải trải qua những cái cuộc gặp gỡ nào như vậy chưa? Thực ra thì tôi cũng đã được bố trí rồi, và tất cả những cái cuộc hẹn như thế đều có chung một đặc điểm là 100% thất bại cho đến thời điểm này. Và tôi không biết là Tết này sẽ như thế nào nữa. Vâng, phía trước thì có thể là một cái Tết nữa, và nhưng mà chị vẫn sẵn sàng tham gia chưa ạ? Cũng tùy từng trường hợp và tùy từng tâm trạng của mình lúc đấy bạn mới. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện với chị Mai ở trong phần sau của chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, thì trước hết thì chúng ta sẽ mời chị Mai và mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với một cái tổng hợp sau đây để xem là những cái cô gái mà có hoàn cảnh như chị Mai thì các cô sẽ giải quyết cái câu chuyện bi hài này như thế nào, đặc biệt là trong dịp Tết này. Tết năm ngoái, một nhóm những cô gái muộn chồng tại Trung Quốc đã công khai biểu tình ở nhiều nơi công cộng và cầu xin cha mẹ đừng hỏi và ép buộc chuyện chồng con dịp Tết đến xuân về. Những tấm biển viết, cha mẹ ơi, xin đừng ép buộc con chuyện hôn sự khi con trở về nhà vào dịp Tết. Hạnh phúc riêng của cuộc đời con muốn tự mình chịu trách nhiệm. Còn tại Việt Nam, hiện tại các website cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu vào dịp Tết đang nở rộ. Với dịch vụ này, những người độc thân có thể dễ dàng thuê bạn gái, bạn trai để đi chơi Tết, hoặc cũng có thể đưa về ra mắt gia đình, họ hàng. Dù cho giá của dịch vụ này không hề rẻ, mỗi lần thuê có thể mất phí vài triệu đồng. Vâng, chị Mai này, chúng ta thấy rằng dù ở đâu thì các cô gái cũng tìm ra những cách thức khác nhau để có thể đối phó với các bậc phụ huynh. Và trong cái dịp Tết này thì không biết chị sao, thì sao? Chị đã từng có những cái biện pháp như thế, hoặc là năm nay thì chị có dự định làm gì không? Năm nay thì tôi chưa có dự định gì cả, nhưng tuy nhiên là cũng đã có một lần tôi nghĩ đến cái phương án này khi mà cô ruột của tôi, cô út của tôi nói rằng là cô sẽ lên gặp cháu để xem mặt bạn trai cháu như thế nào. Tôi không thuê mà tôi nhờ cậu bạn thân của tôi nói là nếu như mà cô tớ mà gặp ấy thì ấy cứ nhận cho tớ, không sao đâu. Và bạn ấy cũng nhận lời, nhưng mà may quá cái việc đấy chưa xảy ra.
Tôi được biết là trong rất nhiều năm thì Tết, trong nhiều năm thì chị luôn luôn đi xa, tổ chức những cuộc đi xa cho bản thân chị để trong dịp Tết. Thế thì chị có thể chia sẻ là khi mà lần đầu tiên quyết định đó và lên cái kế hoạch như vậy thì chị có bị phản ứng từ phía bố mẹ không? Và làm sao để cho các cụ đồng ý với cái phương án và chấp nhận cái phương án là ngày Tết thì con mình không có mặt ở nhà? Bản thân bố mẹ rất hiểu tôi là một người rất hay đi, cho nên là những chuyến đi của tôi, nhiều chuyến là bố mẹ tôi còn thậm chí là không biết hoặc là biết vào phút cuối cơ. Cho nên cái việc mà tôi thông báo với bố mẹ rằng Tết này con sẽ đi chơi cái năm đầu tiên ấy, bố mẹ tôi ban đầu cũng hơi ngần ngừ, thế lại đi chơi à, đi chơi Tết à. Nhưng lúc đấy tôi nói rằng là Tết nghỉ những 9-10 ngày mà con ở nhà 4-5 ngày là nhiều lắm rồi, bây giờ con phải đi chơi để tranh thủ cái thời gian này. Và lúc đấy thì bố mẹ tôi đồng ý, bố mẹ tôi cũng rất là thông cảm và chia sẻ với con gái và cũng tương đối văn minh trong cái việc này. Cho nên là từ năm 2010 đến bây giờ thì là tôi 7 năm liên tiếp là đều đi chơi vào dịp Tết cả. Thế chị chuẩn bị cho chị một cái tâm thế như thế nào? Đối với những người cùng thế hệ với chị thì dễ hơn, nhưng với những người khác thế hệ, người ta luôn luôn coi là Tết là dịp để đoàn viên. Chị làm sao để có được cái tiếng nói chung với những người khác thế hệ mình? Tôi cũng có những, trong ngày Tết của tôi là, trong cả đợt nghỉ cái Tết của tôi là đúng, tôi hoàn thành toàn bộ cái trách nhiệm đoàn viên gia đình. Tôi đến thăm các ông bà, các cô chú, các em đầy đủ 5-6 ngày Tết như thế thì cái việc chia sẻ và cảm nhận tận gửi không khí gia đình là tôi được thừa hưởng, tôi được hưởng trọn vẹn và cả gia đình cũng như bản thân tôi đều thấy rằng là đấy, Tết nào, kể cả tôi đi du lịch hay không, đều là những cái Tết đầm ấm cả. Vâng, và câu hỏi cuối cùng, quan điểm sống nào chị tâm đắc nhất và chị có thể chia sẻ gì với quý vị khán giả, những cô gái độc thân, những cô gái đang đối diện với những vấn đề ế, làm sao để vẫn cân bằng những cái tự do cá nhân và vẫn có thể vui Tết cũng như là chia sẻ cái niềm vui chung với tất cả mọi người. Quan điểm của tôi, và tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn rằng là cứ cái gì làm mình vui thì mình làm và mình phải yêu bản thân mình nhất, cái gì mình vui thì mình làm. Và những cái điều làm mình vui như thế thì những người mà thực sự yêu thương mình ở xung quanh mình cũng sẽ cảm thấy vui. Và tôi nghĩ nó sẽ rất là ổn, không chỉ là Tết này mà là tất cả những cái ngày tháng khác mà mình trải qua, tận hưởng từng ngày một. Vâng, xin cảm ơn những câu chuyện, những chia sẻ hết sức thú vị từ chị Thùy Mai. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy là hiện nay không ít những cô gái hiện đại có xu hướng kết hôn muộn và có thể họ kén chọn, có thể họ trân trọng tuổi thanh xuân và muốn tự do làm những điều mình thích, đơn giản vì họ xứng đáng được như vậy. Khi độc thân, các cô gái sẽ dễ dàng có thời gian để ngồi trong một quán cà phê, đọc một cuốn sách yêu thích, cong ngón tay út lên một cách đầy kiêu hãnh. Vâng, cảm ơn chị Thùy Mai. Và thưa quý vị và các bạn, và có lẽ vào giờ này thì rất nhiều các bậc cha mẹ cũng đang mong ngóng con cái trở về để đoàn viên. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải phá vỡ đi không khí sum vầy ấy và thay thế nó bằng một áp lực hay là sự căng thẳng không đáng có? Và con cái thì có thể có cách sống, cách suy nghĩ hay là lựa chọn khác với cha mẹ, nhưng mà điều quan trọng không phải là độc thân hay mà đã kết hôn, mà là con cái có thể thành thật để nói với cha mẹ rằng là con đang cảm thấy hạnh phúc hay không. Vậy là quá đủ để gia đình có một cái Tết tuyệt vời, phải không ạ?